Sau hai mùa giải có thể gọi là đề ba, mùa giải này, bóng đá Ninh Bình đã chính thức trở lại khi câu lạc bộ Phù Đổng cam kết gắn bó lâu dài với mảnh đất cố đô bằng việc đổi tên đội bóng thành Phù Đổng Ninh Bình. Không có gì tuyệt vời hơn cho sự trở lại này khi tỉnh Ninh Bình đã đầu tư tân trang lại sân vận động gần như toàn diện. Điều đó cho thấy, lãnh đạo tỉnh này cũng rất nghiêm túc trong việc mang bóng đá chuyên nghiệp trở lại sân vận động Ninh Bình. Từ khán đài, mặt cỏ đến mái che của sân Ninh Bình đã có cho mình một bộ mặt mới. Từ góc quay trên cao, hình ảnh một sân vận động Ninh Bình mới toanh ngày nào đang trở lại. Sạch sẽ, tươi mới chứ không còn hình ảnh hoang phế gây ám ảnh như nhiều năm trước. Sân vận động Ninh Bình hoàn thành vào năm 2003 với sức chứa khoảng 22.000 khán giả. Đây từng là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá The Vistai Ninh Bình từ năm 2007 cho đến khi đội bóng này giải thể vào năm 2015.